Huấn luyện viên Conte gửi thông điệp quan trọng tới Harry Kane. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Conte rất muốn Harry Kane sẽ gia hạn hợp đồng vì anh là cầu thủ quan trọng nhất tại Tottenham. Hiện tại hợp đồng của Harry Kane và Tottenham sẽ kết thúc sau mùa giải 2023-2024. Anh là một trong những nhân tố không thể thay thế của Spurs trong những mùa giải vừa qua. Mùa trước phong độ ấn tượng của Kane là một trong lý do giúp Tottenham cán đích ở vị trí thứ tư tại Premier League. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Conte cho biết ông hy vọng Kane sẽ cam kết tương lai với Tottenham. Tôi chắc chắn Kane sẽ cảm thấy rất vui với cuộc sống tại Tottenham. Quan điểm của tôi là rất muốn Tottenham sẽ gia hạn với hợp đồng với cậu ấy. Chúng ta đang nói về một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Cậu ấy là một cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất tại Tottenham. Trong thời điểm này, tôi rất muốn cậu ấy gia hạn hợp đồng và tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu. Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo Tottenham, Paris TC và Daniel Levy. Tôi đã trình bày quan điểm của mình và họ hiểu rằng điều đó. Chúng tôi sẽ làm được điều đó trước khi kỳ chuyển nhượng này đóng cửa. Do vậy, tôi vẫn sẽ hài lòng nếu không thể ký thêm hợp đồng với cầu thủ khác. Conte nói thêm về kế hoạch chuyển nhượng của Spurs. Huấn luyện viên Conte sẽ kết thúc hợp đồng với Tottenham vào cuối mùa giải này. Dù chỉ có một năm nhưng nhà cầm quân người Italia vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, Harry Kane muốn Conte cam kết tương lai với Spurs trước khi anh làm điều này. MU sắc nổ bom tấn. The 1958 vẫn biểu tình ở trận Arsenal. Hội cổ động viên Manchester United, The 1958 đã lên kế hoạch biểu tình phản đối nhà Glazer ở trận tiếp Arsenal vào cuối tuần này. Manchester đã cho thấy nỗ lực trên thị trường chuyển nhượng để củng cố chất lượng đội hình cho tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo các nguồn tin uy tín nhất ở Anh, MU sắp kích nổ bom tấn Antony trị giá 100 triệu euro, tương đương với 86 triệu bảng. Trước đó họ đã gây bất ngờ lớn với bản hợp đồng 70 triệu bảng cho Casemiro từ Real Madrid. Ngoài Antony, MU cũng sắp hoàn thành hai chữ ký khác là Cody Gakpo từ PSV và Martin Dubravka từ Newcastle. Những nỗ lực của MU chưa làm hài lòng người hâm mộ của họ. Hội cổ động viên The 1958 mới đây đã công bố kế hoạch biểu tình phản đối nhà Glazer ở trận tiếp Arsenal tại Old Trafford vào cuối tuần này. Ngay cả khi đội bóng của Erik ten Hag thắng hai trận liên tiếp trước Liverpool và Southampton, làn sóng chỉ trích nhà Glazer vẫn chưa nguôi. Hội cổ động viên The 1958 kiên quyết giữ vững lập trường, muốn MU thay đổi chủ sở hữu. Trong các cuộc biểu tình, hội cổ động viên này kêu gọi nhà Glazer bán MU cho những doanh nhân tâm huyết với đội bóng thay vì chỉ chăm chăm kinh doanh kiếm lời. Từ đầu mùa, The 1958 đã tổ chức hai cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer, đó là trận giao quân thuộc Brighton 1-2 và thắng Liverpool 2-1. Họ nhằm đến các trận đấu trên sân nhà của MU để phản đối các ông chủ người Mỹ. Quan điểm của The 1958 cũng rất rõ ràng, họ luôn luôn khẳng định biểu ngữ yêu MU và ghét Glazer trong các cuộc biểu tình. Niềm tin vào nhà Glazer đã cạn kiệt sau gần 10 năm không vô địch Premier League sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, khi đó chưa một lần lên đỉnh nước Anh. Chơi lớn MU trả Antony lương cao gấp 10 lần ở Ajax. Antony đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với Manchester. Một trong những sự kiện người hâm mộ quan tâm nhất vào lúc này là thu nhập của tiền vệ người Brazil tại đội chủ sở Old Trafford. Hôm qua, Antony và người đại diện Junior Peroso đã đến Manchester trên chuyến bay riêng. Tại đây, Antony được MU đón đến trung tâm Carrington để kiểm tra sức khỏe. Antony dễ dàng vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Quỷ Đỏ. Dự kiến vào thứ ba theo giờ địa phương, tiền vệ người Brazil sẽ chính thức ký hợp đồng và ra mắt đội chủ sở Old Trafford. Theo thỏa thuận đạt được, Antony sẽ ký giao kèo 5 năm kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Một trong những sự kiện mà người hâm mộ quan tâm nhất vào lúc này là Antony sẽ hưởng lương bao nhiêu ở MU. Theo tờ Mirror, tuyển thủ Brazil nhận 200.000 bảng một tuần, tương đương thu nhập của Rashford. Nếu những gì Mirror tiết lộ là sự thật thì Antony sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ 8 tại MU, xếp trên cựu cầu thủ Sao Paulo trong top cầu thủ nhận lương cao nhất ở Quỷ Đỏ là Rondo 480.000 bảng một tuần, De Gea 375, Casemiro 375, Sancho 350, Varane 340, Martial 250 và Fernandes 240. Như vậy Antony hưởng lương cao ngất ngưởng so với ở Ajax. Trước khi đến MU, tuyển thủ Brazil được đội bóng Hà Lan trả 19.000 bảng một tuần. Ngoài tiền lương, Manchester còn chi khủng để mua Antony. Cụ thể, Quỷ Đỏ phải trả Ajax hơn 81 triệu bảng để có ngôi sao 22 tuổi. Ngoài ra, họ còn có thể thanh toán thêm 4,3 triệu bảng phụ phí, tùy thuộc vào thành tích của Antony trong tương lai. Dự kiến, cựu cầu thủ Sao Paulo sẽ đá trận ra mắt MU ở cuộc chạm trán Arsenal tại vòng 6 Premier League ngày 4 tháng 9. Rangnick thừa nhận không thể giải quyết những vấn đề ở MU. Không mất nhiều thời gian để huấn luyện viên Rangnick nhận ra những vấn đề tại MU, nhưng ông cũng thừa nhận mình khó có thể giải quyết những vấn đề đó. Sau khi sa thải Ole Gunnar Solskjaer, Manchester bổ nhiệm Rangnick vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng. Đội chủ sở Old Trafford dự tính để huấn luyện viên người Đức cầm quyền tới hết mùa giải 2021-2022 trước khi nắm nhiệm vụ cố vấn ở đội bóng. Mới đây trong buổi phỏng vấn với The Standard,
Rangnick đã có chia sẻ về công việc của một cố vấn thể thao cũng như những vấn đề ở nội tình MU thời điểm ông dẫn dắt đội bóng. Là một huấn viên hay cố vấn của một đội bóng có nghĩa là làm sao để đưa đội bóng phát triển cũng như hạn chế tối đa những nhân tố không đáng có. Bạn cũng cần xây dựng một đội bóng theo cách có định hướng, nơi bạn kiểm soát trận đấu cũng như trình diễn thứ bóng đá chất lượng, đủ để tạo ra nhiều cơ hội hơn những gì bạn có thể để đối phương tạo nên. Tôi nghĩ rằng tôi không cần mất tới 6 tháng để làm được điều đó tại MU. Chỉ sau 2 tuần tôi nhận ra những vấn đề của đội bóng thời điểm đó. Tôi cũng biết mình cần làm gì để giải quyết những thiếu sót đó. Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở việc liệu tôi có thực sự được phép thay đổi những điều đó hay không. Quá thời gian gắn bó giữa MU và Rangnick sớm kết thúc sau những kết quả tệ hại mùa giải 2021-2022. Thời điểm Rangnick dẫn dắt MU, ông nỗ lực thay đổi đội bóng nhưng chưa có bất cứ nỗ lực nào của huấn luyện viên này mang lại kết quả. Có thể hiểu phát biểu của Rangnick ngầm ám chỉ việc lãnh đạo MU lúc đó không hỗ trợ một cách tốt nhất cho huấn luyện viên người Đức. Rangnick cũng được cho là không hài lòng với công tác quản lý nhân sự và điều hành yếu kém của MU. Nhiều đồng đội quay lưng với Ronaldo, hầu hết cầu thủ MU được cho là đều cảm thấy phấn khích trước khả năng Cristiano Ronaldo chia tay ra Old Trafford hè này. Theo ESPN, nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ MU vui mừng khi hai tin Ronaldo liên tục đòi ra đi. Sport Bubble tiết lộ các cầu thủ MU chăn ngấy thái độ của Ronaldo. Họ cho rằng CR7 giờ trở thành nỗi nhức nhối thay vì giúp đội bóng tiến lên phía trước. Sự chuyên nghiệp của Ronaldo là không phải là bàn cãi, tuy nhiên một số cầu thủ của Quỷ Đỏ tỏ ra khó chịu bởi cựu sao Juventus yêu cầu cao, không chấp nhận những mặt hạn chế của đội bóng. Ronaldo vẫn giữ tham vọng to lớn và yêu cầu cao từ đồng đội, dù họ không ở cùng đẳng cấp với đội hình dưới thời Sir Alex Ferguson. Hàng thủ MU không còn là những Rio Ferdinand và Nemanja Savic như trước. CR7 mùa giải vừa qua thường xuyên thất vọng với trình độ của Harry Maguire và Victor Lindelof. Trong quá khứ, không cầu thủ nào muốn chứng kiến một siêu sao như Ronaldo rời đội bóng, xét về tầm ảnh hưởng tích cực lên lối chơi. Dù vậy, điều đó không còn đúng ở sân Old Trafford thời điểm này. Nhà báo Samuel Luskas của MES Napoli vừa tổ chức cuộc đàm phán với Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes, câu lạc bộ chủ sân Diego Armando, được cho là sẵn sàng ký hợp đồng với thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, do kỳ chuyển nhượng hè tại Serie A chỉ còn 2 ngày, Napoli không có đủ thời gian để hoàn thành các thủ tục, vì vậy họ đưa ra giải pháp mượn siêu sao 37 tuổi trong một mùa. Các nguồn tin uy tín tại Anh cho biết, huấn luyện Erik ten Hag sẵn sàng để Ronaldo rời Madrid. Hợp đồng của Ronaldo còn thời hạn đến hè 2023, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nếu không kịp chia tay Old Trafford trước khi phiên chợ hè khép lại, Ronaldo có thể phải chấp nhận vai trò dự bị. Trong hai trận liên tiếp MU thắng Liverpool và Southampton, huấn luyện viên Erik ten Hag đều không điền tên CR7 vào đội hình xuất phát. Vị trí của Ronaldo càng lung lay khi MU chưa một hàng công Antony. Pogba trả 100.000 euro cho nhóm tống tiền. Sự việc Pogba bị chính anh ruột Matthias Pogba tống tiền gây rúng động bóng đá Pháp trong những ngày qua. AFC Sport tiết lộ việc Pogba trả 100.000 euro cho nhóm tống tiền là chiến lược của tiền vệ người Pháp để giúp anh câu giờ, trước những lời đe dọa học bà không bị làm phiền khi tập luyện và thi đấu. Con số 100.000 euro chỉ là một phần nhỏ khi nhóm tống tiền, trong đó có anh trai ruột Matthias Pogba và một vài người bạn thời thơ ấu, đòi 13 triệu euro từ phía tiền vệ thuộc biên chế Juventus. Số tiền này được nhóm tống tiền lý giải là dịch vụ làm bạn bè trong nhiều năm qua và đảm bảo an toàn cho Pogba khi thi đấu. Nhóm này được cho là có hành vi tống tiền Pogba từ tháng 3. Họ đổ lỗi cho cựu sao MU vì đã không giúp đỡ về mặt tài chính kể từ khi anh trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới. Ngày 28 tháng 8, Pogba có tuyên bố đầu tiên nhắm vào nhóm tống tiền. Những phát ngôn gần đây trên mạng xã hội của Matthias không làm tôi bất ngờ. Đó là những lời đe dọa và nỗ lực tống tiền của một nhóm có tổ chức để chống lại tôi. Bản thân đã chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền tại Italia và Pháp để giải quyết. Cũng trong thời gian này, luật sư của Pogba khẳng định cầu thủ đã trình báo cảnh sát về những lời đe dọa và âm mưu tống tiền của một băng nhóm có tổ chức. Từ sau MU cho biết, anh từng bị hai người đàn ông mang súng đe dọa trong một căn hộ ở Paris. Ngày 29 tháng 8, Matthias Pogba công khai chỉ trích em trai trên mạng xã hội. Khi sự thật được tiết lộ, tất cả sẽ thấy rằng không có ai hèn nhát, phản bội và đạo đức giả hơn cậu Pogba trên trái đất này. Báo chí Pháp cho biết thêm rằng nếu Pogba không trả tiền, nhóm này sẽ công khai các bằng chứng về việc tiền vệ sinh năm 1993 thuê phù thủy nguyên rủa Mbappe. Tuy nhiên, phía Pogba phủ nhận âm mưu hại tiền đạo của PSG. Tiền vệ sinh năm 1993 tuyên bố tất cả được dàn dựng để hạ thấp uy tín của anh. Elquid tiết lộ Mbappe và gia đình đang theo dõi sát sao về scandal xảy ra với Pogba. Nếu đoạn video bằng chứng kể trên là sự thật, mối quan hệ giữa Mbappe và Pogba có khả năng đổ vỡ và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyển Pháp tại World Cup 2022 sắp tới. Pogba đang trong giai đoạn điều trị chấn thương.
để kịp trở lại tham dự World Cup 2022. Nếu mâu thuẫn giữa chính Pogba và Mbappe không được giải quyết, tiền vệ của Juventus có thể bị huấn luyện viên Didier Deschamps loại khỏi đội tuyển để làm hài lòng Mbappe.